khác quá. Bên này nó còn râu rồng sâu, bên này sau khi làm thì nó biến mất. Thấy má cũng căng lên, chân mày cũng không có sệ như bên này. Bên này thấy còn sệ quá. Cô tới đây thì được chính tay bác sĩ làm rất là tận tình, làm không đau, làm rất là ưng ý. Mong là còn một bên nó làm sẽ nhìn giống như bên này, nhìn trẻ ra được cả chục tuổi. Vi Thanh Mai luôn đi đầu trong suốt 23 năm qua trong lĩnh vực làm đẹp dưới sự điều hành của thạc sĩ kinh tế MC Thanh Mai. Vi Thanh Mai vinh dự nhận được vô số các giải thưởng như Thẩm mỹ viện tốt nhất châu Á Thái Bình Dương, Thẩm mỹ viện sở hữu nhiều ca trẻ hóa da hiệu quả nhất khu vực. Nhiều nghệ sĩ trong và ngoài nước, các chính khách, các doanh nhân luôn đến và làm đẹp trong suốt những năm qua là minh chứng rõ ràng nhất cho hiệu quả và chất lượng làm đẹp tại Vi Thanh Mai.